Khu rừng quá rậm rạp. Tôi phải cúi người, khom người để vượt qua cái hẻm núi này. Khiếp, trật tự khiếp quá. Bảo là hôm nọ chị Liên nhặt được nhiều mà không mười mấy cân phải không? Nhiều chưa này, nhiều chưa chị? Giờ mới là nhiều. Anh sẽ lấy làm. Nhặt đi, nhặt đi. Thế nào? Ủa thì những cái quả có gai không nhặt à? Ủa em chỉ nhìn thấy những quả có gai thôi. Ôi trời, xong nhặt đi. Này chỉ lên thôi. Ai đừng. Ui đây 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 này. Đó mà cái gai đấy. Cái gì trời? Ra đây. Thế à? Nó lên đây cơ mà. Thôi nhặt tớ. Nhiều quá nhặt. Không có chỗ nào, nào bằng nữa. Tôi đứt que đây nhặt đi, sao nhặt đi? Bố làm đạo diễn. Đây. Diễn viên. Đây. Nhặt đi, qua nhặt đi này chỉ. Nhặt cái mớt rồi. Rất nhiều hạt dẻ các bạn ạ. Đây này. Chúng tôi đang ở khu rừng Trùng Khánh. Không biết thế nào đâu. Tỉnh Cao Bằng. Các bạn biết ở đâu nổi tiếng nhất hạt dẻ trong nước? Chỉ có mỗi Trùng Khánh thôi đúng không? Tốt nhất là cầm mũ. Đội rào. Chị Liên ơi, không nhặt những quả có gai thì lấy đâu ra có. Bỏ que đi Sơn ơi. Là con lên. Ui đời. Rất nhiều hạt dẻ. Liệu có nhặt được hay không?
Ở đâu? Hoa kiểng thế nào? Đâu? Không biết. Ôi mẹ bỏ cái gai ra. Không bỏ cứ để đấy. Trời đất. Ai? Thôi, cũng không đội đâu. Đội vàng. Đội vàng. Thôi, tao làm đạo diễn thôi. Mất một người bao nhiêu hạt dẻ đấy? Mất một cân thôi. Mất một cân hạt dẻ đấy. Nhặt đi. Quay xong nhà chưa quay gì lắm đi. Còn nó que. Ai lên nơi đây? Con cầm vào tay được nhiều không? À đây này. Đấy. Xuân nhặt đi. Đây, không phải bới. Đang tìm. Ở đây. Đồ đây, ở đây, ở đây. Mẹ ơi. Ở đây. Đây là cây rẻ đây các bạn ạ. Đây, rất nhiều. Rất nhiều cây rẻ. To. Nhặt đi Sơn, chạy long quăng đi, chưa nhặt được hạt nào. Tìm. Ngồi xuống nhặt thì mới nhìn thấy. Đây. Bỏ que ra, đầy que, cầm cái que là cái gì? Đây. Gai phải bóc cũng được. Lắng quá. Ây, bố đi ra. Bố. Anh ơi. Đây mẹ ơi. Anh đi canh xong rồi anh đi. Ê. Tôi không đợi mua nữa đâu cho mày. Ra chỗ khác đây. Cây rẻ đâu? Đâu là cây rẻ đâu? Cây to đùng đấy. Thế đâu có hạt rẻ? Đi nhặt thẳng lên, nhặt đâu hết đấy. Kìa kìa, đầy chùm quả kìa. Chùm đâu? Chùm đâu? Bỏ mũ ra làm gì phải đội mũ kín ấy. Mũ đấy làm gì? Đội ngược lại. Treo lên cây ấy. Kín anh cầm cái làm gì? Để vào ấy này. Cho vào đây, cho vào cái chạc anh cầm đi. Hãy subscribe.